HHV, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và giao thông đèo cả. Kỳ vọng và thực tế từ đầu tư công. Mình từng là một nhà đầu tư tham gia rất nhiều cái tỷ trọng và cổ phiếu HHV. Dạ đó thì việc thúc đẩy đầu tư công luôn tục được các mặt báo nhắc đến. Và liệu cái câu chuyện mà thúc đẩy đầu tư công thì cổ phiếu này có thực sự được hưởng lợi hay không? Thì trong video này thì mình sẽ cùng mọi người phân tích chi tiết về cổ phiếu HHV, liệu cái sự kỳ vọng đó nó có đem lại cho doanh nghiệp cái sự bứt phá về lợi nhuận hay không. Trong video này sẽ nội dung sẽ bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất là lịch sử hình thành và phát triển của HV. Thứ hai là sơ đồ tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ ba là cơ cấu doanh thu và lợi nhuận. Từ đó chúng ta sẽ nhìn là cái tiềm năng từ các dự án đầu tư công của doanh nghiệp này nó được hưởng nó có ok hay không. Và cuối cùng là sẽ tổng kết của doanh nghiệp. Đầu tiên nói về lịch sử thì HV là một cổ phiếu có lịch sử thực tế khá là dài, được thành lập từ giai đoạn trước năm 2000. Tiền thân của HV là xí nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ đại tu và sửa chữa các loại ô tô bị hỏng thời kỳ chiến tranh đó thời kỳ trước 2005. Đến năm 2005 thì đổi tên thành công ty quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân. Tiếp đến là giai đoạn từ 2013 đến 2019, nó là một giai đoạn chuyển mình của HV. 2013 thì Bộ Giao thông Vận tải cấp cái quyết định về giá trị doanh nghiệp và quyết định là gì? Cổ phần hóa công ty. 2019 đổi tên thành công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông đều cả và chính thức là bước vào giai đoạn mới của doanh nghiệp. Và từ 2021 thì doanh nghiệp bắt đầu xác định là vị duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và tập trung phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tại sao mình lại nói 2019 là giai đoạn chuyển mình? Thì mọi người có thể nhìn trên kết quả kinh doanh của HV trong suốt giai đoạn trong quá khứ. Thì mình sẽ thấy có một cái giai đoạn nó chuyển mình rất là mạnh mẽ. Đây, giai đoạn trước 2019 mọi người có thể thấy. 2017, doanh thu của doanh nghiệp là 433 tỷ, lợi nhuận chỉ là 12 tỷ. 2018, doanh thu là 394 tỷ thì lợi nhuận chỉ là 13 tỷ. 2019 có sự bứt phá ở đây doanh thu lên 477 tỷ nhưng mà lợi nhuận là tăng lên 201 tỷ tức là tăng hơn gấp 10 lần. Tiếp đến 2020 là lợi nhuận 137 tỷ. Đó. 2021 2022 tiếp tục quá trình tăng trưởng như vậy. Thì nhờ đâu HNV có sự bứt phá và đổi mình, chuyển mình về mặt lợi nhuận như vậy? Thì thực tế câu chuyện là bắt đầu từ 2019. 2019 thì HNV chính thức tăng vốn từ chỉ là 101 tỷ vốn chủ sở hữu này lên 6983 tỷ tức là một doanh nghiệp tăng cái vốn chủ sở hữu nó một cách rất là nhanh và thời điểm đó vốn điều lệ của HV trước 2019 chỉ khoảng 73 74 tỷ nhưng ngay sau đó vốn điều lệ đã tăng lên một cách rất là mạnh cho đến thời điểm hiện tại khoảng 10 lần 30 lần mình sẽ khoảng 30 lần thì sau khi mà doanh nghiệp tăng vốn điều lệ thông qua hình thức là phát hành chuyển đổi nợ tại sao giai đoạn trước khi mà HV tham gia lĩnh vực đầu tư những cái trạm BOT thì lúc này doanh nghiệp là hoàn toàn bằng tiền vay, bằng tiền vay và một số đối tượng cho vay lúc này muốn là gì sở HV thì chuyển đổi từ nợ sang thành vốn chủ sở hữu và vốn chủ sở hữu được tăng lên dẫn đến là quy mô của HV nó cũng tăng lên từ đó cái tỷ lệ sửa của HV tại các dự án như là hầm giao thông đèo cả tăng lên và bắt đầu ghi nhận vào kết quả kinh doanh của HV thì từ 2019 khi mà tuần là một doanh nghiệp sửa chữa và bảo dưỡng hầm đường bộ Hải Vân với vốn điều lệ chỉ vòn vẹn 79,3 tỷ thì ngay sau đó HV chuyển mình thành một tập đoàn lớn có vốn điệu lệ lớn. và bắt đầu tham gia lĩnh vực và đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng. Vậy thì sau khi chuyển mình thì HV đã có những cái sự chuyển đổi gì thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào mặt kết quả kinh doanh của HV. Đây chính là sơ đồ tổ chức kinh doanh của HV thời điểm hiện tại. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đều cả. Thì HV được sở hữu bởi công ty cổ phần đầu tư Hải Thành BOT là 20% và thuộc tập đoàn Đều cả là một tập đoàn rất là lớn tại Việt Nam. Đó thì HV hiện tại sở hữu công ty con là bao gồm 3 công ty Thứ nhất là công ty cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn. Tiếp đến là công ty cổ phần đầu tư đèo cả và thứ ba là công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT. Tức là mỗi trạm BOT được hình thành thì nó sẽ là một công ty con của HV Tiếp đến là các công ty liên kết là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ICV Việt Nam. Thứ hai là công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa và thứ ba là công ty cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị. Thì khi mà chúng ta phân tích cái kết quả kinh doanh hợp nhất của HV thì chúng ta phải đánh giá xem cái phần lợi nhuận của công ty mẹ tại HV là bao nhiêu. Tại vì đối với ví dụ công ty cổ phần đầu tư đèo cả HV sở hữu 72% thì khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất thì HV sẽ được ghi nhận toàn bộ lợi nhuận của đèo cả. Tuy nhiên lợi nhuận thực tế dành cho cổ đông chúng ta khi mà tham gia đầu tư nó chỉ là 72% lợi nhuận của công ty cổ phần đầu tư đèo cả này. Đó là những cái mà chúng ta phải lưu ý khi mà đầu tư ở một doanh nghiệp có rất là nhiều công ty con phía sau. Vậy nếu mà mình nhìn vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này thì mình sẽ nhận thấy điều thấy được gì? Thứ nhất, mình sẽ phải đánh giá xem cái cấu phần doanh thu và lợi nhuận của HV trong quá khứ và đến thời điểm hiện tại là như thế nào. Thứ hai là đánh giá xem cái tiềm năng từ hoạt động đầu tư công nó có thực sự đem lại cái dòng tiền cho doanh nghiệp hay không. Thì mình sẽ thấy tại đây thì về mặt doanh thu thì HV có các mảng chính. Thứ nhất là duy tu bảo dưỡng cầu đường. Thứ hai là xây lắp, đó chính là hoạt động đầu tư công đấy ạ. Thì mình sẽ thấy hoạt động đầu tư công được thúc đẩy rất là mạnh từ 2019 Doanh thu HV đóng góp chỉ được 46 tỷ, 44 tỷ này. 2020 là 139 tỷ, 2021 là 522 tỷ, 2022 là 530 tỷ và đến 9 tháng đầu năm 2023 này đã lên đến 600 tỷ. Tức là mình đang thấy cái tốc độ tăng trưởng hoạt động đầu tư công rất là nhanh và đem lại cái nguồn doanh thu tương đối tốt cho HV. Tiếp đến là hoạt động cung cấp dịch vụ trung chuyển chiếm một cái tỷ lệ rất là nhỏ có thể bỏ qua. Và thứ tư là hoạt động gì ạ? thu phí vận hành các trạng thì mình sẽ thấy ngay lập tức đây là cái nguồn thu chính của HV. Từ 2019 là 278 tỷ, 2020 là 900 tỷ, 2021 là 1.264 tỷ, đó 2022 là 1.400 tỷ và 2023 đến 9 tháng đầu năm là 1.183 tỷ. Trong quá trình từ 2019 đến 2023, doanh thu của mảng BOT này tăng trưởng thứ nhất là vì lưu lượng khách qua các trạm BOT đã tăng lên và thứ hai HV liên tục triển khai thành công các dự án BOT. Thì trong tương lai thì khả năng cao rất ít trạm BOT sẽ tiếp tục được triển khai tại vì HV hiện tại đang là một đơn vị mà vận hành khá nhiều trạm BOT rồi và các trạm BOT gần đây thì có lẽ sẽ là do công ty mẹ sở hữu nhiều hơn và mình cũng thấy cái tốc độ tăng trưởng của HV qua các năm về tổng doanh thu cũng khá là tốt từ 477 tỷ vào năm 2019 thì đến 9 tháng đầu năm 2023 đã lên 1.800 tỷ như vậy mình sẽ thấy là cái về mặt tăng trưởng HV đã có sự tăng trưởng rất là tốt nhưng mà cái sự tăng trưởng chính nó đến từ hai mảng thứ nhất là xây lắp và thứ hai là thu phí vận hành các trạng. Vậy các mảng này có đem lại doanh thu nhưng mà có đem lại lợi nhuận cho mình hay không? Thì mình sẽ thử nhìn xuống dưới. Đối với mảng xây lắp thì doanh thu đem lại 019 là 44,6 tỷ, nhưng lợi nhuận đem lại, lợi nhuận gộp chỉ là 014 tỷ. 2020 doanh thu là 139 tỷ thì lợi nhuận đem lại chỉ là 19 tỷ. Biên lợi nhuận gộp rất là bé, chỉ 09% năm 2019. 2020 là lên được 14%. Nhưng nó vẫn rất là thấp. Vẫn rất là thấp. Đó. 9 tháng đầu năm thì sao? 9 tháng đầu năm 2023 thì doanh thu của mảng này đem lại là 1.183 tỷ nhưng lợi nhuận đem lại chỉ là 80 tỷ và biên lợi nhuận gộp khoảng 13,4%. Còn đối với mảng vận hành trạng thu phí thì sao? Biên lợi nhuận gộp rất là cao là lên 67 tỷ này, 63 này, à 63% này, 63%. Tức là cái biên lợi nhuận gộp của mảng mảng thu phí này duy trì rất là tốt và lợi nhuận đóng góp cũng rất là cao qua các năm. Thì mình có nhận xét gì ở đây? Mình sẽ nhận xét là khi mà cái hoạt động thúc đẩy đầu tư công xảy ra thì HHV sẽ được hưởng lợi từ việc tăng trưởng doanh thu của mình. Tuy nhiên vì mảng doanh thu này biên lợi nhuận gộp rất là mỏng, nó đóng góp không đáng kể lợi nhuận gộp của hv nên mình sẽ chỉ đánh giá đối với những câu chuyện về thúc đẩy đầu tư công thì HHV sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên cái việc hưởng lợi nó sẽ không quá là nhiều. Tại vì nếu mình thấy tổng lợi nhuận của hv 9 tháng đầu năm nay là 846 tỷ thì riêng mảng đầu tư công nó chỉ được khoảng 80 tỷ tức là khoảng 10%, 10%. Còn lại vẫn chủ yếu là thu phí và vận hành các trạm đó, đây mới là cái mảng chính Vậy nếu mà mình tham gia đầu tư HV Mình sẽ phải đánh giá xem Là mảng chính này nó có khả năng tăng trưởng nữa hay không Và tiềm năng tăng trưởng của nó như thế nào Ngoài ra mình cũng cần lưu ý là khi mà HV thực hiện hoạt động xây lắp đầu tư công Và hoạt động xây các trạm thu phí BOT này Thì chắc chắn có một điều Đó chính là doanh nghiệp phải vay rất là nhiều Mình sẽ nhìn trên báo cáo tài chính của HV này Cân đối kế toán Mọi người sẽ thấy tổng tài sản của HV Ví dụ đây là thời điểm cuối 2020 Mốt đúng không? Thử xem 2022, năm gần nhất Đây là năm 2022 Tổng tài sản của HV lên đến 35.000 tỷ Tức là một con số rất là cao Nhưng mà tổng nợ của nó ấy, Tổng nợ nó cũng đã lên đến hơn 31.000 tỷ Tức là nợ nó chiếm đa số Trên tổng tài sản luôn Và khi mà xây dựng Mà yêu cầu nợ cao như vậy Thì nếu mà lãi suất duy trì thấp Thì HV sẽ rất là ok Đó. Tại vì sau khi mà trừ đi giá vốn Thì mình sẽ tiếp tục trừ đi cái chi phí lãi vay Nếu mà chi phí lãi vay thấp thì doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận ok vậy rất là tốt nhưng nếu mà lãi suất nó tăng cao trở lại thì những doanh nghiệp như HV này thì chúng ta cần phải cẩn trọng đối với nó tổng kết lại cái tiềm năng là gì tiềm năng đối hoạt động từ câu đầu tư công thì HV hiện tại vẫn đang có rất nhiều cái dự án có thể triển khai trong tương lai tuy nhiên mình sẽ thấy là cái về mặt hưởng lợi thực tế đóng góp vào lợi nhuận của doanh nghiệp nó sẽ không đáng kể nên mình đầu tư và xác định theo câu chuyện đầu tư công đó là cái sự kỳ vọng trên thị trường Ok, trên đây là toàn bộ những cái tổng kết về cổ phiếu HV, mình sẽ nhận thấy đây là một cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, cái tiềm năng tăng trưởng đó nó sẽ phụ thuộc vào câu chuyện là có mở rộng được cái trạm thu phí BOT hay không. Còn câu chuyện về thúc đẩy xây lắp đầu tư công, đó chỉ là một câu chuyện đóng góp vào doanh thu nhưng còn lợi nhuận đóng góp sẽ là không đáng kể. Nên khi chúng ta xác định đầu tư vào những cổ phiếu đầu tư công thì hãy phân tích rõ xem cái dự án đầu tư công đó nó có thực sự đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp hay không. Mình xin cảm ơn. Trên đây toàn bộ những cái phân tích của mình về cổ phiếu HV. Thì nếu mọi người cảm thấy hay, hãy giúp mình một like và subscribe kênh Finbiz để nhận những video tiếp theo. Mình xin cảm ơn.